Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập tiếp theo, tập 6 của bộ truyện Đời Làm Vợ thuộc thể loại tâm lý xã hội. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới trên kênh Top Chuyện Hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện đời làm vợ trên chiếc cây en màu đen. Không khí bên trong xe có chút ngưng động, tài xế giữ vững hô hấp chăm chú lái xe. Nam cung thần ngồi cứng đơ bên tài xế, mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn đằng cận tư thì bắt chéo hai chân tựa vào ghế sau, vẻ mặt xa sầm, âm u lạnh lẽo không nói nên lời. Tay phải đặt trên ghế dựa vẫn còn nhỏ vài giọt chất lỏng màu đỏ. Nam cung thần nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vẫn nhịn xuống Bây giờ tâm tình của cậu chủ đang không tốt, là chuyện rất rõ ràng. Hơn nữa, cá tính của cậu chủ không phải ai khuyên cũng nghe theo. Trừ đằng lão phu nhân là một ngoại lệ, nhưng mà bây giờ nước xa không cứu được lửa gần. Chiếc kia màu đen chạy một đường đến cao tốc tập đoàn Đế Hảo Tư. Sau khi đằng cận tư xuống xe liền đi thẳng lên lầu, căn bản không để ý tới bàn tay đang dỉ máu. Chút đau đớn này đối với anh mà nói thật ra không tính là gì khi còn bé lúc học tập thuật cận chiến và võ thuật không biết anh đã nếm qua bao nhiêu đau khổ hơn việc này bao nhiêu lần thường xuyên làm cho cả người bị thương nhưng khi còn nhỏ mỗi lần anh đều cắn răng chịu đựng Cậu chủ 11 giờ có một cuộc hội nghị cổ đông vết thương trong tay anh có muốn xử lý một chút hay không Nam Cung Thần nhỏ giọng đề nghị Không cần Đang cận tư lạnh lùng từ chối Cái đó Bác sĩ quan ở gần đây có muốn gọi bác sĩ tới băng bó hay không? Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng mà tay còn dính một miếng thủy tinh. Nam Cung Thần ổn định hơi thở nói. Đằng cận tư lạnh lùng liếc anh một cái không nói gì. Tự xài bước đi về phía trước. Nam Cung Thần đi theo anh 7-8 năm rồi. Từ thuở ban đầu đến tận bây giờ đều rất ăn ý. Là đồng bọn không thể thiếu trong công việc. Cũng là một gia vị anh không thể nào bỏ được. Trời ơi, đã giải quyết xong. Nam Cung Thần hiểu cậu chủ đã ngầm cho phép ý kiến của anh, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho quan hạo Lê, để cho anh ta chạy tới đây bằng tốc độ nhanh nhất. Trên tầng 68 bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, quan hạo Lê cả lơ phất phơ đẩy cửa đi vào, trong giọng nói tràn đầy ý chế nhạo. Tôi nói này, A Tư, anh lại thế nào đây? Chẳng lẽ vết thương lần trước còn chưa khỏe lại, giữa ban ngày ban mặt còn ở trong phòng làm việc, chẳng lẽ lại muốn tôi tới đây với anh? Nam Cung Thần thiếu chút nữa không nhịn được mà phun ra. Nếu như không phải biết rõ anh ta là bác sĩ, chỉ sợ là sẽ ngộ nhận anh ta có sở thích đặc biệt. Vết thương lần trước, làm sao có thể còn chưa khỏe? Hôm qua buổi tối, cậu chủ và Lương Tiểu Thư vô cùng kịch liệt nha. Nhìn trên cổ Lương Tiểu Thư đầy dấu dâu tây là biết. Nhìn thấy mà... Không nói câu nào cũng không ai nói cậu câm đang cận tư lành lạnh liếc anh một cái lê tử là người không đứng đắn anh đã sớm có cơ hội lãnh giáo cho nên đối với sự nhạo báng của cậu ta anh cũng không thèm để ý về phần vết thương lần trước vừa nói anh liền một bụng tức giận chỉ là tối qua biểu hiện của cô ấy khiến cho anh rất hài lòng về sau phải nhiều thêm mấy lần mới được trời ạ a tư anh có khuynh hướng cuồng ngược sao không có việc gì lại đi đụng vào mảnh thủy tinh làm cho tay để máu Chật chật! thật là tội lỗi, tội lỗi. Quan Hạo Lê nhìn trên tay anh bị thương thì lập tức ngạc nhiên mà gào to. Cậu thử dài dòng thêm một câu xem. Trong tròng mắt đen lạnh lùng của đằng cận thư tản ra lực uy hiếp kinh người. Trước kia sao anh không phát hiện miệng người này lại nói nhiều như thế còn dùng từ ngữ sắc bén và những từ trước nay anh chưa từng nghe qua. Quan Hạo Lê không chút nào e ngại ánh mắt lạnh lùng của anh nhưng mà anh cũng không ngu ngốc mà ở đây đổ thêm dầu vào lửa động tác nhanh chóng mở thùng dụng cụ ra, lấy cồn iốt và bông băng tiến hành xử lý vết thương. Thủ pháp chuyên nghiệp vừa nhìn một lần là có thể nhìn ra vị trí chính xác của vết thương. Nam Cung Thần đứng ở một bên gắt gao chịu đựng nín cười ha ha, mím chặt miệng, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, giống như một con tôm hùm lớn bị luộc chín. Tôi nói này, trợ lý Nam Cung, anh không sao chứ? Gương mặt đỏ đến như gan heo, thì ra vẫn núp ở một bên tìm kiếm vui vẻ à? quan hạo lê đang xử lý vết thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam cung thần âm trầm nói sặc nam cung thần rất không có hình tượng phun ra tiếng đứng thẳng người gương mặt như sắp khóc tên nơi cậu chủ tôi nhớ còn chuyện chưa xử lý tôi đi ra ngoài trước dứt lời liền chạy như trốn đi ra ngoài vừa đi vừa nguyền rủa trong lòng bác sĩ quan đúng là người biến thái thật là quá đáng tôi có thể trêu chọc qua anh sao sao có thể hãm hại tôi như vậy đợi sau khi cửa đóng lại, bên trong phòng đột nhiên chuyển ra tiếng cười thật to. Tiếng cười kia dĩ nhiên không thể nào là của ma vương mặt lạnh đằng thiếu gia, nhưng mà khóe miệng của anh co giật dữ dội, bả vai cũng không thể khống chế được mà run lên, có thể thấy được anh đang nhịn. Về sau, đừng đùa giỡn nam cung nữa. Ẩn nhẫn qua đi, đằng cận tư không khỏi dâng lên sự đồng tình với cấp dưới. Lê Tử độc miệng không thua gì tam đệ, một người bên ngoài có dáng vẻ cả lơ phất phơ một người thì vẻ ngoài dịu dàng như ngọc nhưng bên trong thì phúc hắc không thể chịu nổi này suốt cuộc làm sao tay anh bị như vậy không biết có liên quan đến con nai nhỏ kia không đột nhiên quan hạo lê lại gần cười híp mắt nói vừa nhắc tới cô gái kia đằng cận tư liền tức giận bờ môi mím chặt ngay cả khóe miệng cũng lộ ra sự lạnh lẽo không cho phép gọi cô ấy là nai nhỏ quan hạo lê híp đôi mắt hoa đào lại có thâm ý khác thường à một tiếng tự như phát hiện ra bí mật gì ngay sau đó cố ý làm như buông lỏng hỏi tôi xem vị lương tiểu thư kia thanh thuần đáng yêu xinh đẹp động lòng người chẳng lẽ cô ấy còn chưa có thuần phục dưới chân anh cậu nói nhiều quá Đằng cận thư không vui nhíu mày à vết thương này có chút sâu máu thịt be bét nhìn rất dọa người mặc dù đã xử lý miếng thủy tinh sạch sẽ nhưng vì để tránh cho anh sẽ bị lại lần nữa, mấy ngày sau đừng để dính nước. Thật ra thì tốt nhất là đừng có dùng, để cho nó nghỉ ngơi thật tốt. Quan Hạo Lê rất thức thời nói sang chuyện khác, cười đến mập mờ. Không dùng. Đằng cận tư nhíu chặt mày, anh đây là đang nuôi một con lăng băm sao? Đúng vậy, dù sao anh cũng có nữ giúp việc, để cho cô ấy toàn quyền thay thế tay phải của anh không được sao? Vẹn cả đôi đường thì cớ sao mà không làm đây? vẻ mặt quan hạo lê cười đến như muốn ăn đòn trong lòng thở dài nói cái tên a à tư ngốc nghếch này tôi chính là đang dạy anh phương pháp tán gái đấy đằng cận thư nhìn tay phải được băng gạc bọc lại thật chặt lông mày nhíu lại như có điều suy nghĩ tựa như đang ngẫm nghĩ về lời của lê tử vừa nói sau hai giây anh ngẩng đầu lên cậu có thể đi được rồi một con quạ oa 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 bay qua đầu của người họ quan nào đó. Anh có chút hóa đá, cái người ngu ngốc vong ân phụ nghĩa lại không có lương tâm. Tôi thật sự đi nha. Trước khi đi, quan hạo Lê vẫn không quên dầm gì một tiếng. Không tiễn. Đáng tiếc, người nào đó còn vô tình hơn so với anh, trực tiếp lạnh lạnh ném tới một câu, sau đó vùi đầu vào công việc, xem anh như một vật thể trong suốt. Cho đến khi nghe được cửa, bùm một tiếng Đằng cận tư mới từ từ ngẩng đầu, bấm số điện thoại của Nam Cung Thần. Chuẩn bị hội nghị. Bên trong phòng họp, một bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người ở đây đều tranh thủ phát biểu suy nghĩ và ý tưởng của mình, hy vọng có thể được Tổng Giám đốc nhìn chúng để có cơ hội thăng cấp. đang Tổng đã có phương án hoàn thiện thu mua mảnh đất ở thành phố D, xin ngài xem qua Tổng giám đốc Andy của bộ phận kế hoạch thông thạo dùng giải thích báo cáo mà bản thân đã chuẩn bị tỉ mỉ, giọng nói bình tĩnh trình bày. Ừ, cũng không tệ lắm. Trợ lý Tô, anh theo phụ trách trường hợp này, còn phải tiếp tục hoàn thiện chi tiết của phương án. Đằng cận tư chống cầm, gật gật đầu, thống nhất cách phục vụ cho ngôi biệt thự nhỏ xa hoa. Sau một tiếng tan họp, đằng cận tư uy nghiêm mở miệng, ngay sau đó đứng dậy rời đi, anh luôn luôn ít nói ngay cả đi họp cũng rất ngắn gọn không nói nhảm câu nào bởi vì anh hiểu rõ mình trả lương cao mời tới đều là tinh anh chứ không phải là phế vật chỉ cần anh đưa ra ý kiến mọi người sẽ cố gắng hết mình hoàn thành công việc người lãnh đạo nên bày mưu tính kế ở trên thương trường chứ không phải mọi chuyện đều tự mình làm nếu không thì còn cần gì nhân viên nữa trên hành lang nam cung thần nhỏ giọng nói Cậu chủ, lần trước nhân viên HDC tiết lộ bí mật cho chúng ta, gọi điện thoại cho tôi, bảo là muốn xin thủ lao. Chuyện này cậu tự quyết định, không cần hỏi tôi. Đằng cận tư phiền não kéo gà vặt, ánh mắt không kiên nhẫn, liếc về phía người nào đó. Vâng, Nam Cung Thần luôn muốn nói chuyện này dính líu đến Lương Tiểu Thư cho nên mới báo cáo cho cậu chủ. Nếu không, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta thực tình không gánh nổi. Chờ một chút. Đột nhiên, đàng cận thư nghĩ đến chuyện gì nên gọi Nam Cung Thần lại. Trực tiếp vạch Trần rồi đưa hắn ta tới chỗ của Trần Kinh Nhiên. Mặt khác, lập tức điều diệp thành huân tới Argentina đi. Trong tròng mắt, chợt lóe lên sự hung dữ vô tình khiến Nam Cung Thần không khỏi run lên. Quả nhiên, cậu chủ là cực phẩm phúc hắc. Vậy mà lại nghĩ ra một chiêu tuyệt vời như vậy, làm cho anh sùng bái không thôi. Ai bảo người nọ không biết điều mà còn yêu cầu quá đáng. Còn nhiều lần gọi điện thoại đến đòi hỏi này nọ. Thậm chí là uy hiếp nếu anh không trả tiền sẽ nói mọi chuyện ra ngoài. Hừm, cái đồ ngu ngốc, tự cho mình là giỏi. Để xem mày lên mặt được bao lâu, cái đồ ách ngồi đáy giếng. Đến lúc đó mày dù có kêu cha gọi mẹ cũng muộn rồi. Còn chuyện lập tức điều Diệp Thành Huân tới Argentina. Khụ, chiêu này quả nhiên là ngoan độc. Phải biết khoảng cách giữa Trung Quốc và Argentina không chỉ dừng lại ở mức xa, ngồi máy bay ít nhất cũng phải hơn 30 tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, lương tiểu thư và anh trai của cô ấy, một người trên bầu trời, một người dưới đất, khỏi phải gặp nhau nhé. Bên trong biệt thự Lan Đình Uyển. Tôi nói mấy người có thể đừng đi theo tôi được nữa không, tôi cũng không phải là phạm nhân mà. Lương Chân Chân mất hứng nhìn hai cô giúp việc vẫn đi theo ở sát sau lưng cô. Suốt cả buổi chiều, cô đi đến đâu, họ đều đi theo thế đó, quả thật là kinh khủng. "Lương tiểu thư, đầu gối cô bị thương, cô nên nghỉ ngơi một chút đi." Một nữ giúp việc lên tiếng nói, "Bà cô này thật khó phục vụ mà." "Chuyện này có liên quan gì đến việc bị thương, tôi cũng chưa bị thương nặng đến mức không thể đi bộ, cả ngày ở trong phòng nhàm chán muốn chết, tôi đi dạo trong vườn cũng không được sao?" lương trần trần không vui nói nhưng nữ giúp việc bày ra vẻ khó xử trời ơi hai cô phiền quá chỗ này vắng vẻ như ở dưới nông thôn vậy tôi có thể chạy đi đâu được với lại đằng thiếu gia chỉ nói hai cô xem chừng tôi chứ đâu có nói đi theo tôi không rời nửa bước đừng có hiểu sai ý của người ta chứ chuyện này lương trần trần cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với hai người cứng đầu dường như cô nói gì họ cũng không hiểu còn bày ra cái vẻ mặt khó xử thật là tức muốn chết mà trong lúc cô đang buồn bực điện thoại di động vang lên anh trai gọi tới chân chân anh vừa nhận được thông báo của tòa án họ nói đã điều tra rõ mọi chuyện chuyện này không hề liên quan tới anh trước đây là do hiểu lầm suốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy em nói gì với bọn họ sao chẳng lẽ bọn họ thật sự ngu ngốc đến nỗi tin rằng chuyện này là do em làm thật quá hoang đường Bên kia điện thoại toàn là giọng nói nóng nảy của Diệp Thành Huân. Không đợi em gái mở miệng, đã sổ luôn một chàng dài, giọng nói rõng rạc. Anh đang nói gì vậy? Trong đầu lương chân chân chỉ vẹn vẹn bắt được mấy từ khóa. Đó chính là anh trai không sao. Cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Không phải vừa rồi cái tên ác ma rất tức giận rời đi sao? Sao chưa tới nửa ngày anh trai đã được tuyên bố vô tội, thả ra? Thì ra anh không như vẻ ngoài của mình, trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười. "Chân Chân, em có nghe được anh nói gì không?" Diệp Thành Huân bị giọng nói của cô làm cho hồ đồ. "À, em nghe được, thật tốt quá, em rất mừng. Rốt cuộc anh không cần mang tội danh này trên lưng nữa, cũng không cần lo lắng vào tù nữa." Trong giọng nói của Lương Chân Chân không che giấu được sự vui sướng. "Đúng vậy, em biết không chuyện vừa mới xảy ra khiến anh nghĩ mình vẫn đang nằm mơ anh còn ngây ngốc hỏi người ta lần thứ hai giọng nói của diệp thành huân rất kích động phải biết đây là chuyện anh nằm mơ cũng không ngờ tới trước đó vài ngày anh lo âu và xa suốt tinh thần giống như là một cơn ác mộng khiến tinh thần của anh vô cùng căng thẳng cũng may rốt cuộc mọi chuyện cũng đã được giải quyết ừm anh là người tốt nhất định sẽ gặp lành mà Lương chân chân nũng nịu nói, trong đầu cô lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười như trẻ con của anh trai, đường cong trên môi càng lúc càng lớn. Sau khi vui mừng, đột nhiên Diệp Thành Huân cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, nhớ lại phản ứng vừa rồi của em gái, không khỏi nhíu mày rơi vào trầm tư. Chuyện này, suốt cuộc là ai dở trò sau lưng? Chân chân, tối nay nhớ về nhà, anh sẽ dẫn em và mẹ đi ăn, rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy chúng ta vẫn nên tiếp tục giữ bí mật chuyện này trước mặt mẹ nếu chuyện này đã giải quyết xong thì chúng ta không nên nhắc tới nữa ừm chỉ là tối nay không được em ở trường có chút việc đường trần trần cắn môi trả lời mặc dù cô cũng rất muốn về nhưng cô biết cho dù thế nào tối nay cô cũng không thể rời khỏi chỗ này lời uy hiếp trước khi ác ma rời khỏi vẫn còn quanh quẩn bên tai cô Huống chi dưới tình huống anh đang giận dữ như vậy mà còn sai người trả lại sự trong sạch cho anh trai. Dựa vào điều này, cô cũng phải ở lại nói cảm ơn với anh. Cô từ chối khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Diệp Thành Huân càng thêm mãnh liệt. Mặc dù anh tự nói với mình cô thật sự là cô gái tốt, đừng nghĩ tới phương diện kia, nhưng một loạt vấn đề thực tế ép anh không thể không nghi ngờ. Nếu như không có quý nhân giúp đỡ, Sao vụ án của anh có thể nhanh chóng giải quyết thuận lợi như thế? Hơn nữa trong trường học làm gì có chuyện khiến cho Trân Trân bận đến mức không thể trở về nhà đây? Hơn nữa lời đêm đó của Tiểu Nhã nói với anh làm cho anh không có cách nào không suy nghĩ tới phương diện kia. Trân Trân, em có chuyện gì gạt anh phải không? Phán quyết của tòa án có liên quan tới em sao? Cuối cùng thì Diệp Thành Huân vẫn hỏi Anh, anh nói đùa gì vậy? em gái anh thì có thể làm được gì cơ chứ cũng không phải là thần phật có phép thuật lương trân trân cố ý cười nhạo báng mình thật ra thì trong lòng khổ sở như ăn phải hoàng liên diệp thành huân thở dài một hơi cá tính của em gái quá quật cường có chuyện gì buồn hay đau khổ cũng giấu ở trong lòng khi còn bé đã như vậy sau khi lớn lên vẫn như vậy anh không thể ép buộc cô chuyện lần trước mẹ làm giải phẫu mình kích động tát cho cô một cái anh không thể tái phạm lần nữa. Còn nhóc nghịch ngợm này, khi nào rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho anh, muốn ăn cái gì thì thoải mái chọn. Diệp Thành Huân cũng thay thành giọng điệu thoải mái. Anh chỉ có thể làm như vậy để bù đắp cho chân chân. phải trần cô, anh thật sự không làm được loại chuyện đó. Bỗng trong lòng dâng lên một sự thương yêu sâu sắc. Ừ. Lương chân chân gật đầu một cái. Trong lòng khổ sở, tay phải cô nắm chặt nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, chỗ này hơi nhói. Sau khi để điện thoại xuống, cô tìm chỗ ghế dây mây ngồi xuống, hai chân gối lên cùng một chỗ, đầu dựa vào dây thừng bên cạnh, lông mi khẽ run hai cái, hình như có chất lỏng óng ánh rắt ở phía trên. Cô chớp chớp mắt, trượt trượt vào khóe mắt. Ngước mắt chậm rãi nhìn về phía phương xa, uốn éo người tránh thoát khỏi trói buộc dây thừng, bắt đầu phiêu diêu theo gió, tự do như thế, luôn là cuộc sống mà mọi người đều ao ước đang thiếu ra, đột nhiên giọng người giúp việc vang lên lương trên chân đang chìm đắm trong ảo tưởng liền bị một tiếng gọi đằng thiếu lôi về hiện thực vội vã quay đi lau nước mắt nơi gò má cô không thể khóc trước mặt hắn được sao lại khóc đằng cận tư xài bước lớn đi đến bên cạnh cô ngón trỏ nâng cầm cô lên trong giọng nói kìm nén sự không vui đôi mắt đen sâu thẳm giống như dao găm quét qua quét lại trên người cô anh nhìn lầm rồi tôi đâu có khóc lương chân chân chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội như con nai nhỏ bộ dạng ấy thật sự là hồn nhiên ngây thơ nói không nên lời hai người cứ nhìn nhau như vậy một người thì đang giả bộ vô tội còn một người đang nhìn bằng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy hình ảnh này lại cực kỳ lãng mạn mặt trời chiều đang ngả về phía tây một thân váy trắng mềm mại tung bay trên bụi cây ngón tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng nắm lấy bụi cây, tuyệt đẹp như thiên nga trắng, khẽ ngở cái cổ dài của nó lên, phác họa nên một vòng cung gợi cảm mê người. Đôi mắt to tròn như chứa đựng một hồ xuân thủy, như xoáy nước đen không đáy. Đằng cận tư bị đôi mắt đen như xoáy nước kia hút vào, không thể nào rời đi được. Vóc người của anh cao lớn, đứng ở nơi đó như một dãy núi đồ sộ, làm cho người ta có cảm giác áp lực nặng nề nhưng trong đôi mắt anh lại vô cùng nóng bỏng, không hề ăn khớp với hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của anh. người hầu nữ rất biết điều nhỏ giọng lui ra, không dám quấy rầy không gian ấm áp duy mỹ này. tôi lương trần trần bị anh nhìn đến gương mặt nóng lên, trong lòng buồn bực. ánh mắt ác ma đột nhiên trở nên nóng bỏng như vậy khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. cô vừa mở miệng đã nhìn thấy tay trái của đảng cận tư vươn ra cô còn tưởng rằng anh muốn đánh mình sợ tới mức nuốt câu tiếp theo vào cổ họng ngây ngốc nghĩ có nên chạy trốn hay không lại nhận ra cánh tay kia không vung xuống như dự đoán mà rơi trên đầu của cô rốt cuộc anh ta muốn làm gì lương chân chân lo lắng trái tim đập bùm bùm không ngừng cảm thấy bàn tay kia dừng lại trên mái tóc mình không hiểu anh ta có ý đồ gì đây đôi mắt đang cận tư híp lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một vật thể nhỏ bé đầu cúi xuống quan sát này anh làm gì vậy lương chân chân run run rẩy rẩy hỏi người nào đó vẫn như cũ không để ý đến câu hỏi của cô vẻ mặt vẫn nghiêm túc dùng ngón tay nhặt từ trên tóc cô một phây lông lá màu xanh lá cây bình tĩnh nói sâu róm lương chân chân sững sờ hai giây ngay sau đó nhắm mắt hết ầm lên cô sợ nhất là loài bò sát lông lá mềm nhũn này còn nhớ hồi học tiểu học, trong lớp có một bạn nam rất thích trêu chọc các bạn nữ. Có lần thừa lúc cô đi toilet, bạn nam đó bắt một con sâu lông béo múp míp cho vào trong hộp bút của cô. Đến khi cô mở ra thì sợ đến nỗi linh hồn nhỏ bé cũng chẳng còn, khóc oa 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 suốt cả một tiết. Từ đó về sau, chỉ cần là sinh vật tương tự với loài bò sát này thì tất cả đều là sát tinh của cô. Lông mày đang cận thư giật giật không phải chỉ là một con sâu gióm thôi sao? ngón tay bóp nhẹ là đã chết rồi. sao cô bé này lại kêu khóc thê lương đến như vậy? anh nghi ngờ nhìn vật nhỏ nào đó đang động đậy dưới ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng phủi đi mất tích. mất rồi. giọng nói của anh luôn luôn có sự uy hiếp. lương chân chân lặng lẽ mở một mắt ra dò xét, phát hiện ra không thấy con sâu gió mấy đâu nữa. lúc này mới yên lòng. trời ạ chỗ này không thể ngồi lại được các loài bò sát thay nhau ẩn hiện cô nên mau mau đi vào nhà đã khi đang chuẩn bị đứng dậy cô lại phát hiện ánh mắt âm trầm của đàng cận thư nhìn nơi nào đó trên đỉnh đầu cô chỗ đó có một con lương chân chân không hề suy nghĩ bổ nhào về cây cứu mạng trước mặt mình bám chặt trên người ta giống như bạch tuộc ám ảnh khi con bé quá mãnh liệt cho nên sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi đối với loài sinh vật này vì quá sợ hãi cho nên làm ra chuyện gì ngay cả chính cô cũng không biết quả nhiên nguy hiểm ngay trước mắt dễ dàng khiến cho người ta mất đi lý trí đằng cận tư cũng ngây ngẩn cả người anh không ngờ một con sâu gióm có thể hù dọa cô sợ hãi như vậy còn chủ động ôm ấp yêu thương dùng cả tay chân ôm anh giống như mình là người duy nhất cô có thể dựa vào ạ à, cảm giác này thật là tốt không biết cô ấy còn sợ những thứ gì phải nói người hầu nữ lưu ý kỹ chuyện này mới được. Cách này vừa thẳng thắn lại có hiệu quả, không tệ. Con sâu đó đi chưa? Lương chân chân gục đầu vào trong ngực người nào đó, giọng yêu ớt như tiếng ruồi mũi. Nhìn nhầm, đó là lá cây. Đằng cận thương nghiêm túc nhìn chiếc lá cây xanh mơn mởn, đều cùng một màu sắc. Chẳng trách, anh lại nhìn nhầm. Hả? Lương chân chân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh lại không dám tin lại cúi đầu nhìn động tác lúc này của mình hai gò má đỏ hồng lúng túng trời ạ à, nhất định là vừa rồi đầu óc cô có vấn đề lại có thể làm ra chuyện mất mặt này cô ngượng ngùng buông tay luồng cuống xuống khỏi thân thể của người nào đó cúi đầu hung hăng nguyền rủa con sâu xóm chết tiệt đều tại nó làm hại đằng cận thư cực kỳ hài lòng nhìn hai má của cô bé trước mặt đỏ ửng đến tận mang tai bộ dáng rất ngây thơ. Yết hầu không nhịn được lăn lên trượt xuống hai cái, thật muốn hôn lên cái miệng bé nhỏ của cô. Động lòng không bằng hành động, anh bước đến gần một bước, nâng cái cằm của cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn trên đôi môi cô. Lương chân chân kháng nghị ưm ưm hai tiếng, sức lực của hai người khác xa nhau, cô căn bản không lay chuyển được cánh tay cường tráng của anh. Anh không phải cao thủ tình trường gì, càng không có kinh nghiệm hôn môi ngay cả những thứ kia cũng là mấy lần hiếm hoi cùng với cô cho nên không khỏi có chút vụng về đôi môi nhẹ nhàng cắn mút cánh môi cô mềm mại y như cánh hoa anh đào hút một hồi một hồi hoàn toàn coi nó như thạch hoa quả tùy ý dày vò trong lòng lương chân chân buồn khổ muốn chết đôi môi bị anh mút đến tê dại muốn tách ra nhưng lại không trốn được đôi tay kia siết chặt bên eo khiến cô hít thở không thông đầu bị ép ngẩng lên chịu đựng sự xâm nhập vội vã của anh lúc đầu đằng cận thư rất dịu dàng một lát sau nụ hôn đã trở nên bá đạo nóng bỏng mỗi lần đều dùng hết sức lực cùng tình cảm nồng nhiệt đầu lưỡi ấm áp trơn bóng thuận tiện trượt vào trong miệng cô cuồng giã dây dưa với cái miệng nhỏ bé ra sức chạy trốn của cô lương trần trần nhíu đôi lông mày thanh tú muốn nghiêng đầu tránh nụ hôn nóng hừng hực của anh liền nhận ra quyền chủ đạo sớm mới không có phần của mình. Toàn thân giã rời không dùng được một chút hơi sức nào, không khí trong miệng như càng lúc càng bị rút cạn dần. Ánh nắng chiều bao phủ trên đôi tuấn nam mỹ nữ đang triển miên dây dưa. Một tầng hào quang màu vàng nhạt mỏng nhuộm quanh, như ẩn như hiện mà ấm áp. Cành cây lay động theo gió, đung đưa tứ chi mảnh khảnh của nó. Thỉnh thoảng phát ra tiếng xào sạc nhỏ nhẹ, tựa hồ như đang tỏ tình. Trong tình cảnh này, có một loại suy nghĩ không nói nên lời. Lương Trần Trần cảm thấy môi của mình bị anh mạnh mẽ hút cắn. Tình cảm nồng nhiệt cùng với đòi hỏi mãnh liệt bao phủ lấy cô, khiến hơi sức kháng cự của cô ngày càng nhỏ. Trong đầu cô mơ mơ màng màng nghĩ, cô không chán ghét nụ hôn của ác ma như trước kia nữa, bởi vì hắn đã thả anh ra sao? À, nhất định là vậy, nhất định chỉ có thể là như vậy thôi vì trong lòng đang mang một niềm cảm kích đối với anh ta cho nên mới thuận theo yêu cầu của anh ta mà thôi. Còn nữa, nếu như mình phản kháng thì có tác dụng không? Chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Dần dần cô cảm thấy có một bàn tay luồn vào phía sau lưng mình. Từ dưới lên trên, chậm rãi trượt lên. Vết chai ở ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên da thịt nhẫn nhụi của cô. Lưu luyến xoay vòng, trêu chọc một hồi, khiến cho cô khẽ run rẩy. Càng lúc Đằng cận tư lại càng cảm thấy chưa đủ các ngón tay gia tăng thêm sức lực đụ hôn cũng sâu hơn lôi đầu lưỡi mềm mại của cô ra hung hăng cắn mút trong lồng ngực càng dâng lên một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn bụng dưới cũng nóng gian khó chịu bàn tay giam giữ vòng eo của lương chân chân tăng thêm sức lực để cô càng dán chặt vào mình hơn nhưng như vậy không khiến anh cảm thấy thoải mái ngược lại hô hấp lại càng nặng nề hơn Lương Trần Trần rất muốn nói anh dừng lại đi, nơi này hay có côn trùng rất không an toàn. Đôi môi lại bất đắc dĩ, bị anh ngậm chặt, căn bản không phát ra được một âm thanh nào. Kháng nghị cả nửa ngày, trong cổ họng chỉ díu xít phát ra mấy tiếng ưm ưm. Vậy mà vào tai đằng cận thư lại càng giống như cố ý quyến rũ anh. Nụ hôn càng lúc càng cuồng dã giống như những cơn mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống, khiến lương chân chân không chống đỡ nổi, trong lòng càng muốn khóc không ra nước mắt. Cô rất sợ sâu gióm sẽ xuất hiện lần nữa. Giờ phút này các người hầu ở biệt thự Lan Đình Uyển cũng biết hai người đằng thiếu và lương tiểu thư ở hậu hoa viên. Hơn nữa tính toán thời gian cũng đã nửa giờ. Nói chuyện phiếm ư, có khả năng sao? Cãi nhau, càng không thể nào bởi vì căn bản không nghe ra được bất cứ âm thanh gì. Dĩ nhiên, trừ tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của lương tiểu thư 20 phút trước khiến một người hầu nữ đang lau ly thủy tinh cũng bị hù cho giật mình làm cái ly trên tay rơi xuống đất vỡ tan những người khác đều hai mắt nhìn nhau không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mặc dù rất muốn đi dò xét xem thế nào nhưng lại không có gan làm việc đó sau đó ngay cả một chút âm thanh cũng không có mọi người nhau nhau suy đoán khẳng định là đàng thiếu nổi giận mang lương tiểu thư đi xử lý thích đáng rồi, cho nên tốt nhất là đừng đi quấy rầy, tránh mà bị vạ lây. Mà ở một chỗ nào đó trong hậu hoa viên, có hai người vẫn đang dây dưa với nhau nãy giờ. Không được, tuyệt đối không được để anh ôm ấp ở đây. Ánh mắt lương chân chân liếc về phía một cái lá cây xanh mơn mởn, ai mà biết trên đó có vài con sâu xóm hay không. Hơn nữa, cô thật sự không muốn ở chỗ này. Đến khi vào nhà, nhất định sẽ bị ánh mắt mập mờ của những người giúp việc kia nhìn cho không ngóc đầu lên được đừng khi tất cả sợ hãi và không cam lòng tích tụ lại cô liều mạng dùng hết sức muốn đẩy người đàn ông đang ôm cô quá chặt lại nhận ra lồng ngực anh cứng như sắt căn bản không có cách nào lay chuyển được đành phải rời mục tiêu đầu ngón tay cô hung hăng véo cánh tay phải của anh đằng cận tư đau đến nỗi buông lỏng cô bé trong lòng ra ánh mắt dâng lên một cơn thủy triều tức giận suốt cuộc cô đang làm cái gì vậy đang yên đang lành véo anh làm cái gì đừng đừng ở chỗ này lỡ lỡ cô sâu lương trần trần ngập ngừng mở miệng nói viền tai ửng hồng lộ ra vẻ đẹp lay động lòng người đôi mắt của đàng cận tư vốn còn đen lại với tức giận đang nghe đến câu con sâu thì liền tan biến đi hết quái miệng không kiềm chế được giật giật mấy cái quả nhiên là cô bé nai nhỏ đáng yêu. Tôi, tôi vào nhà trước. Lương chân chân không cẩn thận liếc thấy ý cười trong đôi mắt đen của anh, gương mặt bốc cháy nổ buồn một cái, khẽ cúi đầu đi vào nhà. Hình như là ác ma đang cười, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn khiến cô vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc ở đằng tây? Đằng cận thư nhìn bóng người hốt hoảng vội vàng bước đi phía trước. Tâm tình của anh trở nên thật tốt, cũng không muốn tính toán chuyện hồi nãy cô véo tay mình nữa. Thật ra thì cũng không đau lắm. Anh nhét hai tay vào túi quần, nhàn tản xài bước đi theo. Trong phòng khách, người giúp việc nhìn thấy Lương Tiểu Thư và đằng thiếu một chiếc một sau đi vào nhà. Liền hiểu ra mọi chuyện, nhất là bộ dạng đỏ mặt xinh đẹp của Lương Tiểu Thư, rõ ràng là dấu đầu lòi đuôi. Vẻ mặt của đằng thiếu cũng không u ám như mọi ngày, Nhìn mặt mày rất tươi tỉnh, khóe mắt còn hiện lên ý cười. Chuyện này thật đúng là chuyện lạ, có khi nào Đằng lão phu nhân biết được lại vui mừng đến nỗi ngủ không yên. Đằng thiếu luôn làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, cô độc khó gần, nhất là đôi mắt thâm trầm sâu như giếng nước đen như mực ấy, lúc nào cũng tỏa ra lực uy hiếp khiến cho người ta sợ hãi, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể làm cho người khác run rẩy như đứng trong cơn gió lạnh buốt thưa đàng thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong mời ngài tới phòng ăn dùng cơm người giúp việc cung kính nói lương chân chân đang chuẩn bị lên lầu thì bị gọi đi ăn cơm đúng là đói thật bụng cô cũng đang kêu rột rột rồi trời ạ à, này sao nhiều món ăn vậy lương chân chân nhìn một bàn bầy la liệt những món ngon sơn hào hải vị trên khắp cả nước không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. người có tiền cũng thật là xa xỉ quá đi. một bữa cơm này tính ra cũng đủ cho người nghèo ăn mấy ngày rồi. ăn cơm. đang cận thư nhàn nhạt, nhạt liếc cô một cái, lạnh lạnh nói. biểu hiện của cô giống như là một cô thôn nữ nhỏ bé chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. ăn một bữa cơm cũng ngạc nhiên. tôm hùm cay, thịt sông khói, lươn khô, bóng cá mè, ốc ra cửa hầm, đậu hũ loại một cua tuyết lớn, bào ngư vi cá, phật vượt tường, thạch anh đào, súp mang gà, khoai mỡ nấu canh xương với ngô, hải sâm. Đúng là hội thụ đầy đủ những món ngon khắp cả nước. Nước miếng của cô nhanh chóng tiết ra, không khách khí kéo ghế ra ngồi xuống. Đằng nào cũng thế, việc này không thể nhịn được. Muốn nuôi chi lớn, có đồ ăn ngon thì sao cô không hưởng thụ, không thể sống qua ngày với cái bụng rỗng được. Ngay lập tức cô cầm đũa lên, ánh mắt liếc nhìn bàn ăn một vòng, chọn một mục tiêu, chuẩn bị xuống tay. Lại nhận ra màu sắc quá tươi sáng, khiến cô cũng muốn hoa mắt rồi. Cuối cùng nhắm vào một món trên bàn mình chưa được ăn bao giờ, đó là bảo ngư. Ừ, mùi vị thật ngon. Lương chân chân nhai thật kỹ rồi chậm chậm nuốt xuống, từ từ thưởng thức, lầm bầm một mình. Đang cận thư cực kỳ khó chịu, tay phải anh tê cứng, bị băng bó như cái bánh trưng, không hề động đũa, lại nói cô bé trước mặt là nữ giúp việc riêng của mình à? Sao anh nhìn thế nào cũng không ra? Hoàn toàn chỉ có một mình cô tự ăn, chả thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Thà dùng tay trái cầm đũa cho rồi, nhưng mãi vẫn không cầm được. Thật vất vả mới cầm được đũa, đang chuẩn bị gắp thức ăn, một tiếng bịch rơi trên bàn. Mi tâm anh nhíu lại thật sâu, trong đôi mắt đen nhuộm lên một tầng tức giận nhàn nhạt, nhạt, muốn phát cáu nhưng lại cố hết sức chịu đựng. Lương chân chân đang nhai món ngon ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh như núi băng kia lại nhìn cánh tay trái bị băng bó y như tay phải thầm nghĩ đây là lang băm làm mà thật là không chịu được băng bó như vậy dĩ nhiên là không thể ăn cơm được nhưng anh nhìn tôi chầm chầm thì sao nào bên ngoài có nhiều người giúp việc mà tùy tiện gọi một người vào đút cho đại thiếu gia ăn không phải là tốt hơn à đúng là qua đây đại thiếu gia lạnh lùng mở miệng giọng nói mang mười phần ra lệnh. Tạch, lương chân chân đang bóc tôm, chợt ngừng động tác, ngây ngốc nhúm mày. Tôi đang bóc tôm. Qua đây. Đằng Cận Thư khó chịu nói. Cô bước qua đây cũng tốn sức vậy sao? Lương chân chân bất đắc dĩ để con tôm đang bóc rổ xuống, đứng dậy đi về phía tên đàn ông ngồi trình giữa bàn ăn. Đúng là độc tài ngang ngược, tội ác đầy dẫy. Vậy mà hồi nãy cô còn muốn cảm ơn hắn cơ đấy. Thật là lãng phí tinh thần. Chân mày đằng cận tư trao lên, vẻ mặt lãnh khốc. Không phải bên ngoài có người giúp việc sao? Lương chân chân lắc lắc ngón tay, nhỏ giọng lào bầu nói. Sao không dùng người có tài ấy? Cô còn chưa ăn xong. Đằng cận tư không vui liếc cô một cái, gần từng chữ nói. Tôi muốn em bóc. Khốn kiếp. Lương chân chân nói thầm, trong lòng không phục mang đĩa tôm hùm tới trước mặt, hai tay nhanh nhẹn nhẹ đấu tranh với con tôm to tướng cứng ngắc. Cái gì? Đằng cận tư ung sung ngồi trên ghế, đợi người nào đó hầu hạ, nhưng lại nghe được cô nhỏ giọng lào bầu, không biết nói những gì, có lẽ không phải. Nói gì hay ho? Không có gì, tôi nói là bóc từng con hay bóc hết luôn. Đương nhiên, Lương chân chân không ngốc đến mức nói cho anh biết cô vừa nói gì rồi từng con. Cái gọi là phúc hắc chính là từ đây mà ra. Đã chọn đương nhiên phải chọn loại một, không bằng thì mất ý nghĩa của cái từ này rồi. Trong lòng lương chân chân cực kỳ buồn bã. Mỗi khi bóc được một miếng thịt hồng hào của con tôm ra khỏi cái vỏ cứng của nó, cô chỉ muốn bỏ luôn vào miệng. Nhưng ánh mắt sáng quắc như thần của anh cứ nhìn cô chằm chằm, cứ như đang giám sát từng cử động của mình. Thật đáng ghét. Đằng cận tư rất hài lòng nhìn nét mặt của cô, trước mặt thay đổi liên tục, oán giận, không cam lòng, uất ức. trêu chọc cô đúng là một chuyện rất thú vị. Nghĩ thế, khóe môi anh không tự chủ nhếch lên. Được rồi, tôi muốn ăn cơm. Anh hài lòng lấy khăn giấy lau miệng. Căn bản không hề thích ăn tôm hùm, chẳng qua là nhìn cô nên ăn rất ngon miệng, cho nên cũng muốn nếm thử một chút. Cái kia, anh có ăn nữa không? lương chân chân liếm môi một cái mở to mắt nhìn một thứ gì đó trên bàn ăn của ác ma không ngừng cầu nguyện mau nói không ăn đi mau nói đi dĩ nhiên không ăn đằng cận thư cố ý kéo dài câu văn chính là cố ý muốn giày vò chú mèo con ham ăn này nghe được câu không ăn của người nào đó lương chân chân lập tức cầm thịt tôm nhét vào miệng giống như sợ anh đổi ý sau khi ăn xong mới chậm gì gì xới cơm cho anh Ánh mắt anh ra hiệu Gắp thêm chút đồ ăn vào trong bát Nóng Đằng cận tư há miệng chuẩn bị Ăn muỗng thức ăn lương chân chân đút Môi anh lại bị bỏng không chịu nổi Cao mày kháng nghị nói Bỏng chỗ nào đều nguội hết rồi mà Lương chân chân không vui Tên ác ma này thật đáng ghét Lúc nào cũng kiếm chuyện với cô Không phải cái này thì cũng cái kia Ăn một bữa cơm cũng không tha Tội nghiệp cô vẫn còn đói bụng Nóng không ăn Đằng cận tư là mặt lạnh cự tuyệt nói Giờ phút này anh giống như một đứa trẻ khó tính Nóng cái đầu nhà anh Không ăn thì thôi Trong lòng lương chân chân giận dữ trách mắng Nhưng cô lại không có can đảm buông chén đũa xuống Thật là đau lòng Vậy đợi một lúc nữa nguội thì ăn Tôi có thể ăn cơm trước chứ Không được Thổi nguội Ác ma lạnh lùng mở miệng Trong lòng nổi lên một ý nghĩ xấu xa Lương chân chân hít vào một hơi thật sâu, ngón tay nắm lại thật chặt, khớp xương nhìn thấy rõ ràng từng sợi gân xanh nổi lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô nhất định phải nhẫn nhịn. Coi như cái tên khốn kiếp trước mắt này là một đứa bé ba tuổi tối xạ, cô chỉ làm không công một ngày thôi mà, tính toán với loại người đó làm gì, bực tức thì được cái gì đây? Cô cầm muỗng đến trước miệng mình, nhẹ nhàng thổi nguội, thổi mấy lần rồi đưa đến miệng ai đó, thô lỗ nhét muỗng vào, đằng cận tư vừa ăn được một miếng liền nhíu mày thật chặt mặt mày căng như cục nước đá khoan có lẽ là nghẹn rồi đằng cận tư nấc cục cực kỳ sắc mặt không tốt chút nào lần đầu tiên lương chân chân nhìn thấy bộ dạng này của anh ta trong lòng cảm thán thì ra tên ác ma cao cao tại thượng cũng chỉ là người phàm mắc cười quá cô nhịn không được liền phá lên cười kết quả ngay lập tức nhận được ánh mắt rét buốt của tên đàn ông nào đó vù vù bay tới vừa tuét miệng ra cười trong nháy mắt liền ngậm lại nhưng mà bả vai vẫn run bẩn bật không ngừng giống như đang cực lực khống chế nụ cười tôi muốn ăn canh đang cận tư mặt lạnh như băng uống canh tên đại ác ma khốn kiếp nhất định là cố ý rồi để tôi đói bụng còn anh hết ăn rồi lại uống thật là quá đáng trong lòng lương chân chân hung hăng mắng đúng là đằng cận tư cố ý thật nhìn dáng vẻ của cô tức giận sơn nay múa vuốt rất thú vị vốn nghĩ anh ăn xong là thôi đương nhiên con mèo hoang nhỏ bên cạnh không cho anh ăn đàng hoàng động tác vừa thô lỗ lại bất lịch sự khiến anh ăn cực kỳ khó chịu còn hại anh nấc cục không ngừng hừ không uống canh làm sao mà tiêu hóa được dám đấu với anh à còn non lắm hay là uống canh gà hầm măng với táo đỏ được không bổ máu ánh mắt lương chân chân lướt một vòng qua bàn ăn cuối cùng dừng lại ở chén canh sen lẫn trắng trắng hồng hồng tốt bụng đề nghị buổi sáng một quyền kia đánh đến long trời lở đất bàn trà bằng thủy tinh bị khuyết mất một góc lớn toàn bộ vỡ vụn thành từng mảnh chất lỏng màu đỏ cứ như vậy theo lòng bàn tay anh chảy xuống nhìn thấy mà ghê sau đó anh cứ thế mang cánh tay nhỏ máu đi lúc trở lại thì đã băng bó thành cái bánh trưng chắc là rất nghiêm trọng lúc cô có ý tốt đằng cận tư lại cho rằng cô cố ý chế nhạo mình anh đường đường là nam nhi sức dài vai rộng thân thể cường tráng chảy chút máu đó là gì bổ máu nói không chừng người khác nghe được lại cười đến rụng răng mất đúng là cô bé đáng chết không uống con ngươi anh nheo lại thành một đường hẹp dài trong con người u ám bắn ra tia sáng lạnh thấu xương giọng nói càng thêm băng giá như xương lương chân chân có chút khó hiểu tại sao anh lại phản ứng khác thường như vậy cô nói gì không nên nói sao lòng tốt bị coi là gan lừa không uống thì không uống hung hăng cái gì thật là không thể lý giải nổi vậy thì uống canh khoai hầm xương với ngô nhé đang cận tư trầm mặc không nói gì hôm nay đầu bếp làm thức ăn rất không hợp khẩu vị của anh khi nào bảo nam cung thần tìm thêm một người nữa nước canh ngon như vậy cho thêm dược liệu vào làm cái gì đúng là vẽ chân cho rắn lương trên chân thấy ác ma mặt lạnh không cự tuyệt liền múc một chén canh nhỏ dùng cái muỗng khuấy lên múc một muỗng nhẹ nhàng thổi nguội bây giờ cô phải tập trung tinh thần tranh thủ phục vụ ác ma chu đáo cô sẽ được giải thoát cái bụng đáng thương của cô đói meo ngực cũng dán vào lưng luôn rồi há miệng cô múc một muỗng canh đầy đưa tới bên miệng người nào đó nhận ra ánh mắt anh sáng rực nhìn cô đây là tình huống gì đau miệng ngày nào đó không đỏ mặt không thở gấp phun ra một câu bộ dáng cao cao tại thượng như bậc quân vương ngày xưa còn cố tình tỏ ra bình tĩnh tự nhiên đúng là càng nhìn càng làm cho người ta muốn nổi điên một trận vậy sao anh còn kêu gào muốn ăn canh lương chân chân thật sự muốn ruội cả chén canh lên đầu anh dù sao lợn chết cũng không sợ phòng nước sôi Tôi nghẹn rồi. Tay lương chân chân run lên kịch liệt. Đây là cái lô xích gì vậy? Một lát thì miệng đau, một lát sau lại nghẹn, vậy tóm lại là muốn thế nào? Vậy rốt cuộc anh muốn sao? Cô cực kỳ cố gắng kiềm chế mình kích động muốn ném cái bát đi, ổn định hơi thở mà hỏi. Đều tại em làm hại, vừa nãy đút cơm cho tôi dùng muỗng hơi quá sức rồi, chọc cho miệng tôi đau đến bây giờ. Giọng nói này chính là sự kết hợp giữa oán trách và nũng nhịu, có thể phát ra từ miệng đằng cận tư thì mùi vị càng trở nên đặc biệt rồi. Trên chán lương chân chân trượt đầy hắc tuyến, khoái miệng không nhịn được giật lên mấy lần. Cái gì mà đều là lỗi của cô? Trên đời này có còn thiên lý hay không? Còn nữa, tên ác ma này còn oán trách cô sao? Đúng là khó mà phục vụ kiêu ngạo đại nhân. Chén canh trong tay cô cầm không cân bằng nên bị dao động mạnh tay chân lương chân chân luống cuống muốn giữ yên nó mà bất đắc dĩ vừa rồi ác ma làm cho cảm xúc của cô quá mãnh liệt có chút không khống chế được sức lực thế cho nên chết tiệt em làm cái gì vậy đang cận tư đen mặt quát cô bé này nhất định cố ý không chỉ có vẻ mặt phong phú mà ngay cả hành động cũng chẳng thua kém cư nhiên vẩy nước nóng lên quần của anh tôi tôi thật sự không cố ý Lương chân chân vội vàng đặt nửa chén canh còn lại trên bàn, nhỏ giọng nói xin lỗi. Thật ra trong lòng cô vui như nở hoa, ai bảo hành vi của anh ta xấu xa, bị phòng là đáng đời. Nhưng khi cô vừa nhìn thấy vị trí cụ thể bị ướt thì trong lòng lập tức nổi trống liên hồi. Trời ạ, à, sao lại trùng hợp như vậy? Em cố ý muốn tôi bị phòng thì có. Đằng cận tư nghiêm mặt lạnh lẽo hừ hừ nói. Anh còn không biết cô bé này nhỏ mọn, ngoài mặt khéo léo nghe lời, kỳ thực sau lưng cất giữ ý xấu đối phó với anh. Mấy ngày qua cũng thông minh hơn không ít, cứ giả bộ hư hư thật thật với anh. Hừm. Thật sự tôi không cố ý, tôi đi lấy khăn giấy. Lương chân chân sợ hãi xoay người đi tìm khăn giấy. Không phải cái gì đó rất nóng đấy chứ. Cầu trời phù hộ cho cái kia không xảy ra chuyện gì, nếu không mình lại gặp nạn mất. Vừa nghĩ tới hình phạt lần trước, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, ngàn vạn lần đừng lặp lại một lần nào nữa. Thật may là canh ở trên bàn một thời gian đã nguội đi nhiều, không nóng lắm, bằng không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Lương chân chân cầm một sấp khăn giấy vội vã trở lại, ngồi xổm xuống, lau cái địa phương ướt át kia đi, một lòng cầu nguyện không gặp phải chuyện xấu, đừng có chuyện gì xảy ra. Dừng lại. Giọng đằng cận tư khàn khàn yêu mị đột nhiên vang lên bên tai lương chân chân cô khó hiểu ngừng đầu lên nhìn anh bàn tay dừng lại đặt ở trên nơi nào đó hiển nhiên không ý thức được điều gì hả cô nghi ngờ há miệng nhìn anh hai cánh môi mềm mại hiện ra đường cong khiêu gợi hoàn mỹ đôi mắt nai con đen láy trong suốt đầy mê man và không hiểu cô còn chưa lau khô mà nói có phải em cố ý không đang cận thư nắm thật chặt cầm của lương chân chân cả người tản ra hơi thở tàn bạo khiến người ta sợ hãi. Ừ, tôi không có. Lương chân chân đau đến nhíu mày. Rất thích lau chỗ đó à? Giọng đằng cận tư hơi cao lên một chút, có một loại yêu mị quyến rũ chết người. Có lẽ lời của anh quá mức hữu tình, ý vị sắc màu, lương chân chân nhạy cảm cảm giác dưới tay mình có thứ gì đó thay đổi, vừa cứng sắn lại vừa nóng bỏng. Tôi mới không có ý. Dưới tình thế cấp bách, lương chân chân nóng lòng cô thật sự cảm thấy mình bị oan uổng hơn nữa gần đây ác ma không có hành động gì quá đáng với cô cho nên không khống chế được mặt bất nhã của mình đằng cận thư bị lời nói của cô làm cho kinh sợ quả nhiên là con mèo hoang nhỏ này đủ thâm sâu không chỉ biết la lối om sòm mà còn biết mắng người nữa chẳng lẽ đây mới là bản chất thật của cô tôi tôi anh nói oan cho tôi rồi lương chân chân tôi tôi anh anh cả nửa ngày cũng không nói nên lời cuối cùng chỉ có thể cắn môi cực kỳ uất ức sự thật ngay trước mắt tôi nói oan cho em cái gì đang cận thư mặt lạnh nhìn quần mình bị ướt nguyên một mảng giọng nói đầy uy quyền bây giờ anh đang cực kỳ khó chịu trong cơ thể có một làn sóng nhiệt chạy tán loạn từ phía bên dưới bị con mèo hoang nhỏ gián tiếp phút ve trở nên cương cứng kêu gào muốn làm chuyện xấu lương chân chân uất ức cắn môi nhỏ giọng lầm bầm nói người ta không cẩn thận vẩy nước canh lên quần anh đương nhiên là muốn giúp anh lau khô rồi chỉ là trùng hợp vị trí rất đặc biệt thôi mà không cẩn thận sao tôi lại nhìn giống như là em cố ý vậy từng câu từng chữ đằng cận tư gần cực kỳ rõ ràng thấm vào tai của lương chân chân cô đỏ mặt lên nói anh nói vô lý vô lý đằng cận thư lạnh lùng liếc cô một cái đứng lên bắt đầu chủ động gỡ dây thắt lưng nước canh dầu mỡ đã thấm vào trong quần lót giờ phút này đang ướt nhẹp dính trên da anh vô cùng không thoải mái này anh làm cái gì thế lương chân chân bị hành động bất ngờ của anh dọa cho sợ kinh hãi trợn mắt bây giờ cả người tôi dính dầu mỡ nhảy nhụa em thấy tôi nên làm gì muốn tắm thì vào phòng tắm mà cởi quần áo ở đây hơi mấy chữ sau lương chân chân không có dũng khí nói ra khỏi miệng đi lấy áo choàng tắm cho tôi đằng cận thư không phải loại người hào phóng chỗ nào cũng có thể khỏa thân không kiêng nể ai cho nên anh cởi quần là vì rất không thoải mái từ nhỏ sống trong nhung lụa không thể nào chịu nổi cảm giác dầu mỡ dính vào da một khắc nào ngừng một chút lại nói trừ em ra bất luận là ai cũng không được phép tới gần nơi này anh không phải đồ điên cũng không muốn thân thể mình bị những người phụ nữ khác nhìn thấy. Nếu không phải những nữ giúp việc kia là người mà bà nội chọn tới từ đằng ra, căn bản anh cũng không muốn. Vậy mà Lương chân chân lại hiểu lầm ý của anh, cho là anh muốn loại chuyện đó với mình, vừa đi vừa nhỏ giọng mắng. Cái tên cuồng biến thái, sắc ma, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đồ khốn kiếp. Cô đến phòng tắm đúng lúc nhìn thấy một nữ giúp việc đang lau rửa phòng tắm, liền nảy ra ý hay giả vờ ôm bụng ôi tôi đau bụng quá cô giúp tôi mang áo choàng tắm đến phòng ăn được không chủ nhân nhà cô đang chờ ở đó tôi sợ kéo dài thời gian đau quá mỗi lần gì cả tới là cô đau đến chết đi sống lại từng có nhiều năm kinh nghiệm như vậy giả vờ đau bụng với cô mà nói giống như một bữa sáng quá đơn giản nữ giúp việc kia nhìn bộ dạng cô quả thật là không giống đang giả vờ liền quan tâm hỏi lương tiểu thư cô không sao đấy chứ tôi không sao cô mau mang áo choàng tắm đến phòng ăn đi giọng lương chân chân yếu đuối y như bệnh nhân trong mắt tràn đầy mong đợi ừ nhưng cô thật sự không có chuyện gì đấy chứ cô giúp việc không yên tâm hỏi lại một lần nữa tôi rất khỏe cô mau đi đi trong lòng lương chân chân thầm nói nhưng khóe miệng lại cố nặn ra một nụ cười yếu đuối không sao tôi chịu được cuối cùng cô giúp việc đó nhìn cô một cái rồi mới cầm áo choàng tắm đi thấy bóng lưng cô giúp việc đã đi xa lưng chân chân vui vẻ đứng lên bộ dạng lười biếng vươn vai cực kỳ hài lòng với mưu kế của mình cô nghĩ ngoài cô ra đang cận tư còn có rất nhiều người phụ nữ khác cho nên cô không biết cách làm của mình có gì bất thường hơn nữa nữ giúp việc với thiếu gia của nhà có tiền có mấy người mà được trong sạch Hừ, không phải trong phim truyền hình cũng diễn như vậy sao? Vì vậy, kiểu gài bẫy như trong phim truyền hình, sau này Lương chân chân mới hiểu được. Cô đang tưởng tượng ác ma và cô giúp việc đó, hô mưa gọi gió ở trong phòng, kích tình bắn ra bốn phía. Sau đó, tối nay mình sẽ được giải thoát. Nó không chừng qua chiều nay, tên ác ma đó lại đi vui vẻ với người mới mà quên đi niềm vui cũ là cô. Thế thì thật là tốt biết bao. Nhưng mộng đẹp vẫn chỉ là mộng đẹp. Bên trong phòng ăn truyền đến một tiếng gầm, cút thật to, lôi cô về hiện thực. Cô run bắn cả người. Trời ạ, à, đã xảy ra chuyện gì vậy? luống chân chân. Đây là lần đầu tiên, đang cận tư gọi cả họ cả tên cô, lại còn mang theo ý giận ngút trời. Âm thanh kia giống như là con sóng hoàng hà mãnh liệt ập đến, cực kỳ đáng sợ cô cuống quýt chạy tới chỉ nhìn thấy cô giúp việc cầm áo choàng tắm hai mắt đẫm nước nằm trên mặt đất run rẩy lầy bầy còn người nào đó ăn mặc rất là tức cười áo sơ mi đen mở hai cúc trước ngực quần dài đã cởi ra chỉ còn lại quần đùi màu đen bên trong nhưng cả người tàn ra khí lạnh u ám khiến người ta không rét mà run con người sắc bén lạnh thấu xương như chim ưng nhuộm một tầng sương mù sắc mặt âm trầm đến dọa người âm thầm báo trước một trận mưa to gió lớn đang đến gần. Sao? Lương chân chân bị bộ dạng của anh làm cho sợ đến mức tim đập mạnh, luốt luôn chữ sau vào bụng. Cút ra ngoài! Đằng cận thư giận dữ quát. Cô bé này cũng quá to gan rồi, bỏ ngoài tai lời anh nói, còn dám sai người giúp việc đưa áo choàng tắm cho anh. Cô giúp việc nằm dưới đất hốt hoảng chạy ra ngoài, Trước khi đi vẫn không quên oán hận, chừng mắt liếc nhìn Lương Chân Chân, giận cô trêu đùa mình, khiến mình bị hại thảm như vậy. "Chừng tôi thì sao? Tôi chỉ tốt bụng tặng cho cô một cơ hội đổi đời thôi mà, chính cô không nắm bắt cơ hội, còn trách gì tôi? Có thiên lý hay không ấy hả? Đối với người không biết chân tướng như Lương Chân Chân mà nói, đúng là rất khó có thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì." Trong một căn phòng khi áp suất quá thấp vượt qua khả năng chịu đựng của con người giống như chiến trường giữa hai đội quân đang đối chọi nhau khẩn trương mà khắc nghiệt rõ ràng lương chân chân đang ở bên yếu nhất đằng cận tư tiến lên hai bước ngón tay dùng sức nâng cầm lương chân chân lên bên môi treo lên nụ cười lạnh ngắt vô tình khiến người ta rét buốt không nghe lời không có lương chân chân lắc đầu như lắc trống không có ngón tay anh tăng thêm sức lực dường như chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thì cằm của cô sẽ gãy ra mất đôi mắt đen âm u làm người khác sợ hãi đến điên cuồng tôi vừa nãy đau bụng cho nên nhờ cô giúp việc một chuyện lương chân chân thấy cảm đau như sắp chật khớp đau đến mức cô nói chuyện không lưu loát đau bụng hừ trong lòng đằng cận thư có một sự tức giận không rõ ràng tại sao cô bé này không thể ngoan ngoãn nghe lời anh nói cứ ngây ngốc luôn luôn đi khiêu khích danh giới cuối cùng của anh nhất là ban nãy cô không biết anh ghét đàn bà sao còn cố ý giả vờ đau bụng sai giúp việc mang áo choàng tắm cho anh muốn chạy trốn không có cửa đâu kiếp này anh phải giữ cô thật kỹ giam cầm cô bên cạnh mình đợi công việc của anh ổn thỏa anh sẽ mang cô tới hòn đảo thuộc quyền sở hữu của anh để cô thực sự hiểu cô chỉ có thể làm người phụ nữ của anh. Ừ, Lương chân chân gật đầu lia lịa. Bây giờ không đau bụng cũng phải cố gắng giả vờ mà thôi. Nếu như em dám lừa tôi. Đằng cận thư phun ra mấy chữ đằng đằng sát khí, ngón tay thon dài chậm chậm, nhẹ nhàng vuốt ve ra mặt mịn màng của lương chân chân. Cả động tác lẫn ánh mắt kia đủ để giết cô một vạn lần. Không dám, Lương chân chân sợ đến nỗi đôi môi cũng run run. Ai nói cho cô biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù cái tên ác ma này thề cô giúp việc kia chứng mắt, cũng đâu có cần nổi giận đến thế kia chứ. Cô có làm chuyện gì tội ác tầy trời đâu, chỉ là... Hmm. đi chuẩn bị nước tắm, không được nóng quá cũng không được lạnh quá. Ngoan ngoãn một chút, biết chưa? Ngón tay đang cận thư nhẹ nhàng, vuốt ve đôi môi run rẩy của cô, lạnh giọng uy hiếp. Trong lòng Lương chân chân biết chuyện vừa rồi đã chọc giận anh. Lúc nãy, mình đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh. Qua mấy ngày pha chạm, cô nhận ra không thể cứng rắn với cái tên ác ma này được. Chủ yếu là đừng làm trái ý hắn. Hắn sẽ không nảy sinh ý xấu với mình. Trong phòng tắm, cô pha nước vừa đủ ấm, đang chuẩn bị đi gọi ác ma, vừa xoay người trong nháy mắt, suy chút nữa bị hù dọa đến phát bệnh tim có phải người đàn ông này có khuynh hướng bị điên không lại có thể lột sạch đồ của mình trong nháy mắt mặc dù dáng người của anh ta rất được lồng ngực cường tráng màu mật ong không dư một chút thịt nào cơ bụng sáu múi hiện ra rất rõ ràng nhưng mà mặc dù đến lĩnh hội sâu sắc nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau lúc trước bị bệnh phải hôn qua chỗ đó một lần nhưng lúc đó nó mềm nhũ như con chi chi không mang lại cảm giác mãnh liệt đập vào thị xác như bây giờ Giờ phút này, nó giống như kình thiên lôi trụ, làm cho cô sợ đến cuống quýt che mắt lại, trong lòng cực kỳ buồn bã. Tiêu rồi, tiêu rồi, cô sắp bị đau mắt hột rồi. Đằng cận thư không để ý tới nét mặt khiếp sợ khoa trương của cô, thản nhiên xài bước đi qua cô rồi nhảy vào bồn tắm, hài lòng nằm ngửa bên trong bồn. Lại đây. Lương chân chân xoay người như cái máy bước tới, cầm khăn lông lên, ép mình nhìn thẳng, bắt đầu lau Cả đời cô đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác tắm mà lại còn là đàn ông. Nhất định kiếp trước cô làm rất nhiều chuyện xấu nên ông trời cố ý trừng phạt cô. Đầu tiên là mẹ bị bệnh qua đời, tiếp theo là mẹ Diệp ngã bệnh nằm viện, sau đó lại gặp phải cái tên ác ma này, từ đó liên tục gặp ác mộng. Sương mù bốc hơi trong phòng tắm, thiếu nữ nửa quỳ bên ngoài bồn tắm, cầm khăn lông kỳ lưng cho người đàn ông, tay cô mỏi nhừ ê ẩm cả rồi mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cô dán chặt trên da cô dinh dính nhẹ một chút em đang kỳ lưng đấy à đang cận tư cau mày nén sự tức giận cô bé này cố ý ngay từ khi bắt đầu đã không muốn ngoan ngoãn phục vụ anh cái gì mà người hầu nữ thân cận đắc lực phục vụ khiến anh cực kỳ không thoải mái được rồi thiếu ra như thế này được không lương chân chân đầy một bụng oán khí nhưng trên mặt vẫn cười như một đóa hoa giả vờ thực sự rất vất vả ừ mạnh hơn chút nữa lúc này người nào đó mới hài lòng lúc thì nhẹ lúc thì mạnh đổ thiếu ra khó hầu hạ lương chân chân cố gắng khống chế sức lực trong tay mình bảo đảm ác ma đừng kén cá trọn canh nữa tắm tắm Cô đột nhiên cảm giác một cơn đau bụng nóng quen thuộc chảy qua, kèm theo những đợt đau bụng rất nhỏ. Cô nhíu mày thầm nghĩ, "Hả, bị báo ứng rồi. Vừa nãy còn giả vừa đau bụng kia mà, bây giờ lại là đau thật. Đã tính ngày tháng rồi, cô còn một vòng nữa mới đến ngày cơ mà. Không biết tại sao lại không báo trước như thế này." Phía dưới cũng muốn tắm. Đang tận tư nhìn người nào đó hình như là vừa kỳ xong phần thân trên rồi, đôi mắt lạnh lùng quét về phía cô trong sương mù mờ mịt giống như một đôi bảo thạch màu đen sáng người lấp lánh trói mắt tôi tôi đau bụng trên trán lương chân chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh hòa vào một khối mồ hôi hột chảy xuống không khí trong này quá bức bối cô không thở nổi nữa rồi bụng dưới co rút từng đợt từng đợt đau như cuộn lại khiến cô không đứng thẳng lên được xem ra bà dì đã đến thật rồi bà dì thân mến rút cuộc là ngươi vẫn không thích ta phải không? Cố tình mà chọn vào lúc này. Đau bụng. Hừ, lại diễn trò đã diễn một lần còn hay ho nữa sao? Đằng cận tư cho là cô đang lấy cớ, giọng nói bỗng nhiên sắc bén hơn mấy lần, cùng sương mù trong phòng tắm lượn quanh, tạo sự chênh lệch rõ ràng. Không có, tôi đau bụng thật. Lương chân chân cảm thấy có một chất lòng nóng rực theo bắp đùi chảy xuống. Cô khép hai chân lại, rất muốn đi toilet. Không cho phép kiếm cớ. Tắm. Đằng cận tư căn bản không thấy rõ nét mặt khổ sở của cô, chỉ cho rằng cô đang lừa dối mình. Giọng nói càng thêm lạnh lùng bức người. Vì mặc váy nên lương chân chân cảm thấy khí lạnh vù vù giữa hai chân. Hơn nữa có vẻ như lần này gì cả mẹ tới rào rạt. Nhất định là vì mấy ngày trước cô ăn đồ cay đồ lạnh rồi. Thế là xong đời. Các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Đời làm vợ thuộc thể loại tâm lý xã hội. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được kênh Top Chuyện Hay gửi tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn bớt thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.